Xin chào các khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Hải quân vùng 4 Việt Nam từng trị, thích đáng tàu dân quân biển của Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc lập ra đội quân dân quân biển là họ có ý chơi xấu Việt Nam. Họ ngụy trang là ngư dân đánh bắt cá. Nhưng lực lượng này đã chiến trên biển, không thua gì lính hải quân chuyên nghiệp. Vỏ quyết dày thì có móng tay nhọn. Vì thế, Việt Nam đã cử hải quân vùng 4 để xử lý lực lượng này. Được biết, một nhóm dân quân vỏ sắt gồm 30 chiếc tàu của Trung Quốc tăng tốc lao về phía ba tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân vùng 4 Việt Nam. Nguy hiểm đã xuất hiện với những khẩu súng máy của ta đã được lệnh khai hỏa. Khoảng 37.000 viên đạn, súng máy đã được bắn ra luôn chân từ đá ba đầu trên biển Đông. Vào ngày hôm qua, dân lại Hải quân vùng 4 Hải quân Việt Nam cho biết trong vụ việc này không ai thiệt mạng hay bị thương. Nhưng nó đã đánh dấu cho lực lượng vùng 4 Hải quân Việt Nam lần đầu tiên sử dụng vũ khí nhằm tàu dân quân của Trung Quốc tại đảo Đá Ba Đầu, nơi Trung Quốc đang muốn chiếm đóng trái phép. Tại đây, cũng vào ngày hôm qua, các chiến đấu cơ của ta, vùng 4 Hải quân Việt Nam cùng tàu hộ vệ tên lửa Chi Bát 39001 Tân Hoàng, 012 Lý Thái Tổ và 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Bốn tàu chiến vĩ đại nhất của Hải quân Việt Nam đã bắt giữ 12 tổ dân quân Trung Quốc xâm nhập đảo đá ba đầu trái phép khi đang trên đường khi đang trên đường áp tại về Bộ Chỉ huy Hải quân vùng 4 đã bị hơn 120 tàu dân quân Trung Quốc vây hãm. Những chiếc tàu bọc thép này tăng tốc lao về phía bộ đội tàu hồ vệ tên lửa Chi Bát 339. Nhận định an toàn của các đối thủ trên các chiến hạm bị đe dọa nghiêm trọng. Bộ tứ Bộ tứ tàu hồ vệ tên lửa Chi Bát 3.9 đã khai hỏa bắn tổng cộng 3.700 phát đạn. Ban đầu là bắn cảnh cáo lên trời, sau đó nhắm vào mũi của những tàu dân quân Trung Quốc khiến chúng vạch chi đường tháo chạy trận chiến diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ. Theo nguồn tin từ Đại ký sử Biển Đông tiết lộ thêm, trong quá trình tác chiến, theo yêu cầu của Bộ Tứ Hải quân Việt Nam, đã đưa máy bay tuần tra P-3C và tàu hộ về tàu cao tốc tên lửa tới hiện trường để chi viện. Sau đó, Bộ Tứ Thành Hồ về tên lửa chi bát 3.9 đã tải 22 chiếc tàu dân quân vỏ sắt của Trung Quốc bị bắt về Bộ Tứ lệnh vùng 4 Hải quân. Trên một chiếc tàu bệnh quân, dân quân Trung Quốc có trên 30 người. Theo hãng tin AFP, dẫn lời quan chức vùng 4 hải quân cho ai những chiếc tàu dân quân biển của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực đá ba đầu trái phép thuộc chủ quyền của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh vào sáng nay ngày 10 vào sáng nay cho biết rằng việc sử dụng các loại vũ khí sát thương cao có thể dễ dàng gây thương vong và tổn thất tài sản lớn với Trung Quốc. Một lần nữa yêu cầu phía quân sự Việt Nam kiềm chế trong quá trình chấp pháp vi phạm hành vi chấp pháp không được sử dụng bất kỳ biện pháp nào quá khích và gây hại cho dân của biển của Trung Quốc. Cũng xin được nói thêm về lần tàu chiến bảo vệ quyền chủ quyền của Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hải quân Việt Nam đến nay đã được trang bị nhiều loại tàu có sức tấn công lớn, tiên tiến, hiện tại có tên lửa chi bát 3.9 mà Nga mới bàn giao cho Việt Nam cách đây không lâu và được đánh giá là tàu chiến lớn hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa Chibat 3.9 là tàu hộ vệ tên lửa nổi tiếng của Nga có hoạt động tác chiến độc lập trong đội hình biên đội tàu chiến thuật Chibat 3.9 được thiết kế cho nhiệm vụ săn tìm theo dõi các tàu chiến hiệu quả trong quá trình trong các mục tiêu nổi tàu ngầm và máy bay ngư lôi chi viện cho hỏa lực và cho lực lượng đổ bộ hiện nay lực lượng tàu chiến của hải của hải quân Việt Nam có 4 tàu hộ vệ tên lửa Chibat 3.9 là tàu 01 Đức Thanh, 012 Lý Thái Tổ, không một năm Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Đây là bốn tàu trong tổng số sáu chiến hạm mà Việt Nam đặt mua từ Nga nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao lực lượng bảo vệ biển đảo tổ quốc, tìm kiếm, tiêu diệt các mục tiêu trên biển, chống ngầm và tích hợp hàng loạt vũ khí hiện đại, chiến hạm Chi Bát 3.9. Còn có khả năng tàng hình đối với tàu 001 Đinh Tiên Hoàng được cập cảng Cam Ranh vào ngày hôm qua và được biên chế vào lực lượng hải quân Việt Nam và chiếc tàu này do Nga đóng đóng theo hợp đồng đã ký kết với Hải quân Việt Nam vào cuối năm 2006. Nga và Việt Nam đã ký hợp đồng trị giá 350 triệu đô la. Đây là chiến hạm đầu tiên được khởi xướng vào tháng 7 năm 2017 của ông Zeman Metako, giám đốc công ty AMCC Chivas 3.9, đã thể hiện tính năng kỹ thuật cao trong suốt quá trình thử nghiệm trên biển. Ba tàu không một hai lý thái tổ vào tháng 8 năm 2011, Hải quân Việt Nam tiếp tục cho tàu thuộc về chân lưới Số hiệu HQ-01, tổ lái tàu bắt 3.9, do công ty Nga sản xuất, dài hơn 100m, rộng 13m, trang bị hệ thống vũ khí phòng về tấn công hiện đại. Tàu có thể chịu đựng được sóng gió cấp 10, cấp 12, tàu 015 Trần Hưng Đảo và tàu 016 Quang Trung. Trong số 49 hạm Chibat 3.9, tàu số hiệu 015 Trần Hưng Đảo và 016 Quang Trung có trang bị vũ khí chống ngầm. Cặp tàu chiến này được lắp thiết bị định vị thủy âm cùng ống phóng ngư lôi 533mm, vũ khí chính của 016, quang trung là 8 tên lửa chống hạm 3F24I với tầm bắn 130km, có nòng 76,2mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không MA2, pháo phòng không cực gần AK-63, cùng 4 phóng ngư lôi cỡ 533mm, tàu có thể mang thêm một trực thăng AK-28 để tăng khả năng xuất hiện tiêu diệt tàu ngầm đối phương. Chi bát có chiều dài 12,4m, rộng 14,4m, mức nước 5,6m, gián nước toàn tải lên tới 2.300 tấn. Tốc độ tối đa 29 hải lý trên 1 giờ, tức là khoảng 53 km trên 1 giờ, phạm vi hoạt động là 7.000 km. Tàu có thể hoạt động liên tục trên biển 15 ngày, thủy thủ đoàn 95 người. Tàu chi bát của Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình kết hợp dứt, thân và dẫn và hạn chế tối đa diện tích phản xạ chứa các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu tác chiến điện tử. Tàu ngầm Kilo 636 tháng 12 năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký kết hợp đồng mua của Nga. Tàu ngầm Kilo này được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đội hình tàu ngầm Kilo có số hiệu HQ812, HQ187 lần lượt mang tên lần lượt mang tên Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu hiện thuộc biên chế của lữ đoàn tàu ngầm 189 vùng 4 Hải quân, 5 km được ví như hố đen trong lòng đại dương, khả năng ẩn mình gần như hoàn hảo. Thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel, động cơ và tác chiến chống hầm, chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ ba loại tiên tiến nhất thế giới, tàu dài 234 m, rộng 10 m, lực dán nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý Do đằng sau tối đa 300 m cho hoạt động độc hoạt động độc lập 45 ngày, số người là 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm. Trong vũ khí hợp lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng. Tổ hợp này ít nhất có 5 tên lửa hành trình khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt trong các chiến hạm Kilo 636 vận hành tốt trong vùng biển đông, có khả năng di chuyển gần khu vực đáy biển hơn các loại tàu ngầm tấn công khác nổi bật với tàu ngầm kilo là nó được sản xuất bởi công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ôm đưa công nghệ này tàu ngầm kilo có khả năng tàng hình định vị thủy âm sonar tài hành tốt hơn trong lòng biển để tiếp cận tàu của địch tấn công trước khi bị phát hiện tàu tên lửa hiện đại của hải quân nhân dân Việt Nam sở hữu các tàu tên lửa os hay được Liên Xô viện trợ trong giai đoạn 1979 và năm 1981 lính Việt Nam đóng tuần được trang bị thêm vũ khí hiện đại, mũi tấn công thế binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam tiếp tục đưa vào trang thiết bị một mẫu xe tăng mới, càng đặc biệt hơn khi chúng được lắp ráp trong nước T90. Lữ đoàn tăng thiết giáp 409 quân khu 1 đã tiến hành tiếp nhận lô 4 xe tăng T54 đầu tiên cho cục kỹ thuật binh chủng. Bản giao tiêu dự án cải tiến xe tăng T54B, tổng cục kỹ thuật thông tin về dự án T54B ít nhiều đã được báo cho quân đội nhân dân đề cập trước đó và sau nhiều nỗ lực chúng ta đã có thể đưa vào biên chế các xe tăng đầu tiên. Dưới góc nhìn về tổ chức và sử dụng lực lượng, thông tin này còn cho thấy nhiều bước tiến mới của binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam. Nhìn chung, các lữ đoàn xe tăng trực thuộc quân khu, quân đoàn sẽ được trang bị các phiên bản xe tăng T-54, trong khi các lữ đoàn xe tăng dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng lại được trang bị phiên bản T-55 hiện đại hơn. Tuy nhiên, xe tăng T-54 và T-55 không có nhiều sự tranh lệch cơ cấu cao thấp đã gần như bị xóa nhòa. Phải đến tận năm 2019, quân chủ tăng thiết giá Việt Nam mới có sự chuyển mình khi chúng ta bắt đầu đưa vào trang bị 64 xe tăng t90 hiện đại từ Nga, đã trở thành lữ đoàn xe tăng dự kiến chiến lược được ưu tiên trang bị xe tăng t90. Trong khi đó, các tiểu đoàn xe tăng của quân khu, quân chủ đoàn chủ lực được trang bị phiên bản xe tăng t54b cải tiến để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong chiến tranh hiện đại trước đó. Israel mời tàu Việt Nam có nâng cấp toàn diện, rất hiện đại, đủ để lột xác T-54B. Đi kèm theo đó là đòi hỏi, cái gì đừng phí sức lớn? Trong bối cảnh hiện nay, ngân sách chưa cho phép chúng ta thực hiện một dự án có quy mô lớn như vậy. Tên lửa tấn công nhanh Mino là một trong hai tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, chỉ đứng sau các tàu về phần nổi. Khả năng chiến đấu của tàu tên lửa không hề thua kém các tàu chiến cơ lớn, được trang bị các tên lửa chống hạm cực mạnh tên lửa 112 và tên lửa 418 được trang bị sẵn sàng phóng tên lửa Junari với tần số 16 tên lửa bắn được xa 130 km một pháo hầm tự động KA-17 cửa ly bắn khoảng 15 km cao khoảng 11 km và tốc độ khoảng 120 viên nó cũng được trang bị hai pháo tự động 630 có tầm bắn từ 5 km tốc độ bắn 4.500 viên một phút bên cạnh tàu tên lửa chủ lực của hải quân Việt Nam chính là tàu tên lửa USS được trưng bày các tên lửa chống hạm. Hiện tại, lực lượng Hải quân Việt Nam đã sở hữu 8 tàu tên lửa cao tốc của Liên Xô viện trợ cho Việt Nam giai đoạn 1979. Theo báo cáo của Hải quân Việt Nam, mỗi tàu có biên chế khoảng 30 người, có thể hoạt động liên tục trên biển trong vòng 5 ngày. Quân chủng Hải quân Việt Nam sở hữu các loại phóng lôi vào tuần tra. Tàu đổ bộ kết hợp với không quân, hải quân, hải quân đánh bộ, tên lửa và lực lượng tàu chiến đảm bảo tốt nhiệm vụ canh biển đảo và bảo vệ thềm lục địa để giữ hòa bình, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.